sang 2020 mà. Thì cũng đúng à? Cái gì? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 7, 2, 9 9 người 9 công an việc làm 10, 11 12 12 công an việc làm tốt lắm. Có thu nhập ổn định, mức lương thấp. Trên 13 người cũng thở đấy. Dạ. Mới làm tròn cho em 5.